Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series video clip mới của Zumori. Đó là video clip cách nhớ từ vựng dành cho người lười. Ở đây, người lười là gì? Những người lười học tiếng Nhật, kể cả sau khi xem video clip này xong thì sẽ nhớ được một lượng từ vựng khá là lớn. Thầy ơi, thế thì những người chăm học thì không được xem video clip này à? Tất nhiên, người chăm học cũng có thể xem video clip này nhá. Ok, lý do của mình làm video này vì sao? Là bởi vì có rất là nhiều bạn gửi mail hay là gửi tin nhắn về cho mình bảo rằng là thầy ơi, thầy có bí quyết nào để nhớ được từ vựng thật là lâu không? Hay là trong chuyến đi về Hải Phòng, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, mình cũng nhận được những câu hỏi như thế. Và đó là lý do mình làm video clip này. Tiếp theo, nội dung của video clip này thì bao gồm nội dung liên quan đến những từ vựng N2 và N3, không có sơ cấp nhá. Và cái thứ ba đó là cách làm video này như thế nào. Đó là mình sẽ tận dụng những cái kiến thức trong N4 và N5 của các bạn. Tức là trong đầu các bạn hiện tại đã có những cái kiến thức căn bản rồi. Và mình sẽ link những cái từ vựng mới trong N2, N3 này liên quan đến những từ vựng N4, N5 đó. Và khi mà chúng ta muốn nhớ ra một từ mới thì chúng ta sẽ nhớ lại những cái từ vựng cũ đã. Từ vựng cũ, và bắt đầu từ những từ vựng cũ đấy chúng ta sẽ chuyển sang từ vựng mới, bởi vì âm của nó gần giống nhau. Ok nhỉ? Vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học đầu tiên nhé. Bài học đầu tiên thì chúng ta sẽ học về những động từ trong N3 và N2, được chưa nào? Trong video này mình sẽ diễn giải như sau. Thứ nhất, mình sẽ đưa ra những từ vựng N4, N5 trước. Sau đó thì mình sẽ link những từ vựng đó lên đến những từ vựng N3, được chưa nào? Hoặc là trong từ vựng N3 có những từ giống nhau, mình sẽ đưa ra luôn. Và mình sẽ không đặt câu bằng tiếng Nhật. Bởi vì sao? Đặt câu bằng tiếng Nhật thì sẽ rất là khó những từ đấy để cho chúng nó có quan hệ với nhau được. Tuy nhiên mình sẽ đặt một câu tiếng Việt hay là một đoạn văn tiếng Việt thật là ngắn, sao cho cái câu đó có ý nghĩa để chúng ta nhớ được từng từ vựng một, được chưa nào? Nhớ nhé, trong video clip này mình chỉ nhấn mạnh đó là chúng ta chỉ cần nhớ được từ vựng đó mà thôi. Ok chưa nào? Còn sau đó thì cách sử dụng, sau khi các bạn nhớ được rồi thì chúng ta sẽ tra cứu những cách sử dụng sau trong từ điển hay là trong những video clip khác, được chưa nào? Ok, vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào từ đầu tiên. Hay, trong N5 chúng ta đã học từ takusan. Takusan, takusan có nghĩa là nhiều, đúng không? Takusan. Nên N3 chúng ta sẽ học thêm một từ nữa, taku. Taku là nấu, được chưa? Nấu, nấu cơm nhiều. Takusan gohan wo taku, nấu cơm nhiều, đúng không? Nấu taku, takusan, nhiều. Và có một từ động từ nữa đó là tataku, đúng không? Cơm mình nấu rồi, xong bắt đầu mình gì nhỉ? Mình cứ đập. Tataku có nghĩa là đập, được chưa? Đập hay là vỗ gì đó. Ví dụ cơm này, cơm mình nấu đây rồi mình cứ thế thế nào? Hay, nhớ nhá. Takusan, taku và tataku. Tataku. Vậy là xong câu đầu tiên rồi nhá. Câu số 2 cũng rất là đơn giản. Rượu là osake. Osake và sakebu. Sakebu là hét lên, gào lên. Sakebu. Thế nó giống nhau. Osake, sakebu. Thì chúng ta liên tưởng là gì? Uống rượu sake rồi hét lên. Osake, sakebu. À! Thế nào? Nhớ nhá, osake, sakebu. Số 3. Có một danh từ chúng ta sẽ học trong N3, nó từ kagu. Kagu là đồ dùng trong nhà, những cái đồ dùng này gọi là kagu. Và động từ kagu tức là ngửi, thì chúng ta sẽ liên tưởng là gì nhỉ? Ngửi cái đồ dùng trong nhà, ngửi mùi đồ dùng ở trong nhà này. Ví dụ ở đây có cái bàn chẳng hạn. Được chưa nào? Kagu no nioi wo kagu. Được chưa? Ok. Hay, từ số 4. Nagu. Ok. Hay. Nagu. Ok. Nagu có nghĩa là đấm. Các bạn nhớ cho mình nhé. Nagu có nghĩa là đấm. Đấm nó rồi. Sau đó chúng ta sẽ an ủi nó. Động từ an ủi là nagusameru. Hay. Nagusameru. Được chưa nào? Nagusameru. Sau khi đấm xong rồi, sau khi bị đấm rồi thì người bị đấm gì nhỉ? Được an ủi rồi thì người bị đấm cảm thấy gì nhỉ? Cảm thấy trái tim trở nên gì nhỉ? Nguội đi, đúng không? Hay, cái tự nỗi tức giận nó nguội đi, được chưa? Nỗi tức giận nguội đi. Thì có một động từ nguội đó là gì nhỉ? Sameru. Sameru. Nhớ chưa nào? Nagu. Nagusameru. Sameru. Hay, tiếp theo.
Của số 5. Ở đây chúng ta sẽ có hai từ, đó là từ Daikusan. Daikusan là ông thợ mộc, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bỏ chữ y đi và chúng ta chỉ còn bỏ chữ y và chữ sang đi, chúng ta sẽ gọi được là daku. Daku là ôm. Chúng ta sẽ tưởng là ôm ông thợ mộc. Daikusan o daku. Daikusan o daku. Thế nào? Hay, tiếp theo câu số 6. 6 nha. Tao trong tiếng Nhật là ore. Được chưa nhỉ? Và động từ ore được là gãy. Được chưa? Gãy. Xương của tao bị gãy. Được, bị gãy. Gãy là ore được. Tao là ore. Ore được. Được chưa nào? Ore được. Và thêm một động từ nữa, có một chữ liên quan chữ re được, đó là tare được. Được, tare được. Tare được có nghĩa là gì? Nó chịu xuống, nó rủ xuống, nó chịu xuống. Được chưa? Đấy, xương mình bị gãy ra xong bắt đầu nó rủ, nó chịu xuống như này. À, được chưa? Rủ, chịu xuống, tare được. Sau khi xương bị gãy, bị rủ xuống rồi thì đau quá thế là mình ngã xuống. Tha ore được. Tha ore được là gì nhỉ? Ngã xuống, ngã bệnh, ngã xuống. Được chưa? Tha ore được. Có chết nhỉ? Ore. Ore được. Tare được. Và tháo đê được. Ok chưa nào? Tiếp theo số 7. Hay, chúng ta đã học động từ osu. Osu là ấn đẩy. Osu ấn đẩy. Đây nhỉ? Osu ấn đẩy. Và tháo sự. Tháo sự tức là làm đổ. Ấn đẩy xong gì? Làm đổ. Đây nhỉ? Vậy là chúng ta đã học được hai từ. Ấn đẩy xong làm đổ. Sau đó ấn đẩy cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một từ nữa là osu. Hay, ô sự. Ô sự của chúng ta là giấm. Được chưa? Ô sự cũng là giấm. Giấm bình thường nó chỉ có chữ sự thôi, nhưng mà chúng ta thấy ô trước nhiều kane, thế là ô kane chẳng hạn. Cứ ní chẳng ô cứ ní. Sự cũng được. Sự là giấm, thêm chữ ô vào. Ô sự là giấm. Được chưa? Hay, ấn đẩy cái giấm. Được chưa? Vậy là chúng ta học 3 từ rồi đúng không? Thêm một từ nữa, đó là ô sư sư mê. Ô sư sư mê là những cái gì mình muốn giới thiệu cho người ta. Cái này ngon lắm này, thì gọi là ô sư sư mê, được giới thiệu. Vậy thì chúng ta sẽ chốt lại cái câu này như thế này. Ấn đẩy osu. Được chưa? Osu. Hay, ấn đẩy. Và tháo sự là làm đổ. Làm đổ cái gì? Làm đổ cái chai giấm mà mình đã giới thiệu cho người ta. Osusume no osu. Osusume no osu. Được chưa nào? Hay, nhớ luôn được 4 từ đúng không nào? Hay, bây giờ mình sẽ cho một loạt 4 từ tiếp theo này. Ok, hay, 4 từ tiếp theo. Now. Nào là hơn nữa. Nào là hơn nữa. Hay. Tiếp theo ô được là làm gãy. Được chưa? Làm gãy. Nào ô được. Và từ tiếp theo là nào được. Nào được là gì nhỉ? Khỏi. Được chưa? Nào được là khỏi. Cuối cùng là gì nhỉ? Ô đi được. Ô đi được. Được chưa? Hay. Nó vẫn liên quan chữ ô được này. Được chưa? Hay. Chúng ta sẽ nhớ theo cách này. Hơn nữa nó lại làm gãy xương chân. Đúng không? Làm gãy xương chân xong thì đi lên xe lăn, ngồi lên xe lăn, sau đó thì lại khỏi. Nào được. Đấy như nào? Làm gãy xương này, đi ngồi lên xe lăn, sau đó lại khỏi. Khỏi rồi thì chúng ta lại xuống khỏi xe lăn, lại ô đi được. Đấy như nào? Hay. Hay, mình cho động từ như thế này. Đó là động từ gì nhỉ? Nokosu. Nokosu là để lại. Được chưa? Nokosu để lại. Và tiếp theo một động từ đó là động từ okosu là gây ra. Nokosu, okosu. Và trong N4 chúng ta đã học từ oko được là cáu. Oko được là cáu. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nhớ như thế nào? Chúng ta sẽ nhớ là hắn ta đã để lại nhiều thứ gây ra. Để lại nhiều thứ gây ra. Và chúng ta nhìn vào điều đó chúng ta cảm thấy tức giận. Nhìn vào những thứ đó mà chúng ta cảm thấy tức giận. Được chưa nào? Hay, để lại này. Được chưa? Oko sự này. Gây ra này. Đúng không? Oko sự và tức giận. Oko được. Được chưa nào? Hay, câu cuối cùng. Câu cuối cùng của chúng ta rất là dễ. Ví dụ chúng ta sẽ có hai động từ giống nhau này. Hay, tazuneru. Ở bên trên tazuneru là hỏi thăm ai đó. Tiếp theo, tazuneru chữ hán bên dưới là ghé thăm ai đó. Được nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ hỏi thăm cảnh sát. Chúng ta sẽ nhớ bằng cách hỏi thăm cảnh sát. Rồi đến ghé thăm nhà bạn ấy. Không như nhỉ? Vậy là chúng ta sẽ nhớ được hai từ này rồi đúng không? Vậy thì ở đằng sau tazuneru này có chữ neru là ngủ. Yeah, ngủ, ghé thăm nhà bạn ấy rồi chúng ta sẽ ngủ. Ngủ được chưa? Ngủ là nê được. Và có một động từ nữa đó, từ mình muốn dạy cho các bạn đó là từ sawa được. Sawa được. Sawa được là sờ. Sờ, đúng không? Sờ mà chúng ta ngủ. Sau đây chúng ta sẽ sờ. Được chưa nào?
Và cuối cùng chúng ta sẽ có một động từ ghép của những từ này vào, đó là gì nhỉ? Tazusawaru. Tazusawaru có nghĩa là gì nhỉ? Tham gia nghiên cứu hoặc một cái gì đó, đúng không? Chúng ta sẽ hỏi thăm, sau đó ghé thăm nhà bạn, ngủ nhà bạn, và chúng ta sẽ sờ mò, và chúng ta gì nhỉ? Tham gia nghiên cứu cái gì đó, sờ mò để tham gia nghiên cứu cái gì đó, mình không biết, được chưa nào? Ok, vậy là chúng ta đã nhớ được rất là nhiều từ vựng rồi đấy. Các bạn thử tưởng tượng xem, được chưa? Rất là nhiều, xem nào, em xem. Ok, trong clip này mình chỉ dạy đến đây thôi, và trong clip tiếp theo mình sẽ tiếp tục dạy theo hình thức này với rất là nhiều động từ N3 và N2. Rất mong sự quan tâm của các bạn. Các bạn nhớ theo dõi nhá video clip của mình nhá. Bye bye. Anh đang làm gì đấy? Học tiếng Nhật online. Dũng ơi, chấm com. Anh ơi.